Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm và trên tay một cái mẫu máy quay mới đến từ Sony, đó là chiếc Sony FX30 CinemaLight. Thì đầu tiên đó là về ngoại hình của chiếc máy này thì các bạn thể thấy rằng chiếc Sony FX30 này có một cái ngoại hình gần như là y hệt so với đàn anh của nó, đó là chiếc Sony FX3. Nó chỉ khác ở việc đó là thay vì chúng ta có ở trong đây một cái cảm biến full frame cỡ lớn thì chúng ta sẽ chỉ có một cái cảm biến crop bé bé như thế này thôi. Còn đâu chúng ta sẽ vẫn có đầy đủ tất cả những cái tính năng gì chiếc Sony FX3 có thì chiếc FX30 này cũng có tương tự như vậy. Không khác nhau một cái gì cả. Chúng ta cũng sẽ được trang bị đầy đủ tất cả những cái nút bấm như ở đây. Chúng ta có đầy đủ 6 cái nút bấm tùy chỉnh này. Chúng ta có sẵn 5 cái lỗ ốc để chúng ta có thể tiến hành gắn những cái phụ kiện phục vụ cái công việc quay video, như là gắn những cái tay cầm này, gắn những cái màn hình hay những cái phụ kiện khác liên quan đến việc ghi hình lên trên chiếc máy này mà chúng ta sẽ không cần phải sử dụng rig. Thì đây là một cái thiết kế mà nó kế thừa hoàn toàn từ cái người đàn anh Sony FX3 rồi, nên chúng ta cũng không có gì quá nhiều để nói cả. Chúng ta có cái màn hình xoay lật ở đây. Đấy, màn hình xoay lật, và chiếc màn hình này cũng hỗ trợ chúng ta cảm ứng toàn bộ trong quá trình chúng ta sử dụng. Thì về mặt ngoại hình thì không có gì nhiều để nói cả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến luôn với cái phần trải nghiệm thực tế chiếc Sony FX30 này. Và như vậy là vừa rồi các bạn để thấy là mình đã tiến hành cái quá trình ghi hình cái đường phố ở Seoul, Hàn Quốc với chiếc FX30 và ống kính 24-1.4G Master. Thì ở đây mình chọn lựa cái chuẩn quay trong quá trình tiến hành ghi hình, đó là mình chọn lựa cái chuẩn 4K 10 bit 422. Và ở đây mình chọn cái chuẩn tốc độ là 50 khung hình trên giây. Ở trong chiếc FX30 thì các bạn sẽ có tốc độ khung hình tối đa mà các bạn có thể ghi hình ở chế độ 4K là khoảng tầm 120 khung hình một giây, và chúng ta đều có thể ghi hình ở 422 10 bit. Nếu như ở cái chuẩn 120p thì các bạn sẽ có bitrate vào khoảng tầm 250m. Ngoài ra thì ở cái chiếc Sony FX3 này chúng ta sẽ có một số các cái chuẩn tùy chọn khác như là XAVC-HS chẳng hạn. Thì ở cái XAVC-HS này là các bạn sẽ ghi ra cái chuẩn định dạng 265. Còn bình thường chúng ta dùng XAVC-S thì chúng ta sẽ ghi ra chuẩn 264. Cùng với đó chúng ta sẽ có một cái chuẩn I4K nữa. Thì ở chuẩn này chúng ta thường là ghi ra file MBX4 hoặc là file 264, nhưng nó có một cái bitrate rất là cao, lên tới tận 600m cho cái frame rate là khoảng 60 khung hình trên giây. Đấy, các bạn để thấy là cái máy này nó trang bị cho chúng ta rất là đầy đủ tất cả các cái tính năng phục vụ cái công việc quay video của chúng ta. Bên cạnh đó thì chiếc Sony FX30 này có một cái khả năng chống rung mình đánh giá là vô cùng mạnh mẽ, dành cho những anh em nào đang định chủ yếu là chúng ta quay bằng tay. Thì trong quá trình mình có ghi hình ở Hàn Quốc thì mình có sử dụng cả quay bằng tay lẫn quay bằng gimbal. Thì trong quá trình quay bằng tay chúng ta sẽ có hai cái tùy chọn về mặt gọi là chống rung. Thì các bạn chỉ cần bấm FN thôi, các bạn vào mục Steady Shot ở đây, chúng ta sẽ có hai cái tùy chọn, một là Standard là chống rung bình thường, hai là Active tức là chống rung có chuyển động. Thì cái tính năng chống rung Active này nó sẽ crop khung hình của chúng ta lại. Tuy nhiên thì nó cho chúng ta một cái khả năng chống rung rất là mạnh. Như các bạn thể thấy những cái shot hình mình có cho các bạn xem demo ở đây thì là mình quay toàn bộ bằng tay.
và mình có tiến hành chống rung ở trong cái phần mềm DaVinci Resolve. Cùng với đó thì cái khả năng lấy nét ở trên chiếc Sony FX30 này ra sao? Thì chiếc Sony FX30 này có khả năng lấy nét tự động thì mình nghĩ rằng nó rất là tốt rồi. Từ xưa đến giờ thì Sony vẫn luôn là một trong những cái thương hiệu có cái khả năng lấy nét tự động khi quay video rất là tốt ở trên thị trường. Và trên một chiếc máy được gọi là dòng CinemaLight thì chiếc FX30 này được trang bị sẵn cho chúng ta những cái chế độ như là picking ở đây. Mình rất thích cái nút picking này bởi vì nó sẽ giúp mình bật tắt luôn cái việc gọi là biết được rằng là khung hình của chúng ta đang lấy nét ở đâu khi chúng ta chuyển đổi sang chế độ lấy nét bằng tay. Và nó rất là tiện dụng, thay vì là như ở những cái dòng máy Sony A7C hay là Sony A73 vân vân thì mình sẽ phải vào mình tùy chỉnh, mình custom lại thì nó mới hiển thị. Đấy, còn đâu ở đây chúng ta chỉ việc bấm một nút bật và tắt là xong. Đấy, là nó có thể tự động chuyển đổi cho chúng ta cái đấy. Cùng với đó thì chúng ta sẽ vẫn có đầy đủ cái tính năng lấy nét chuyển vùng ở đây, AF Transition Speed, thì chúng ta sẽ có chuyển vùng theo tốc độ tùy biến. Và cái quá trình chuyển vùng của nó theo mình cảm nhận thì so với những chiếc A7C thì nó có cái khả năng chuyển vùng mượt hơn rồi. Đấy, như bạn để thấy ở đây, nó chuyển vùng mượt hơn rất là nhiều và nó đỡ bị gắt hơn hay là nhanh hơn quá so với những cái dòng A7C khi được cập nhật cái tính năng này. Đấy, nó mượt hơn rất là nhiều trong quá trình mình sử dụng. Còn đâu tính năng lấy nét đối tượng, lấy nét mắt vân vân thì nó vẫn tốt như vậy, không có gì nhiều phải bàn trong quá trình mà chúng ta sử dụng chiếc máy này cả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lại cùng nhau tiếp tục với chiếc Sony FX30 này để trải nghiệm cái công viên Olympic ở Seoul nhé. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm chiếc Sony FX30 này trong chuyến đi của mình ở Hàn Quốc. Vậy chiếc Sony FX30 này còn có những cái điểm gì hay nữa không? Thì chiếc Sony FX30 này nó cũng vẫn có những cái tính năng rất là thú vị. Như ở đây các bạn quay phim thì các bạn sẽ có những cái tính năng như là Proxy Setting. Thì cái này có cập nhật ở trên những cái màn trước rồi. Nhưng ở trên những cái dòng máy chuyên quay này thì cái này là rất quan trọng. Đặc biệt là khi chúng ta quay ở chuẩn định dạng rất là cao như là 4K 10 bit, 422 thì cái file của chúng ta rất là nặng. Và khi chúng ta về, chúng ta muốn dựng thì nếu chúng ta preview theo kiểu bình thường, máy tính chúng ta yếu thì gần như nó sẽ rất là giật. Và nếu như chúng ta tiến hành quá trình proxy thì nó cũng sẽ rất là tốn nhiều thời gian. Thì ở trên chiếc X30 này thì cái proxy setting này nó sẽ cho chúng ta cái tùy chọn là có thể tạo ra được những cái file gọi là đệm có cái chuẩn là 6MB 4208 bit thôi và định dạng là 1280x720. Thì sau khi chúng ta tạo xong, quay xong, nó sẽ có một cái file proxy đi kèm ở trong thẻ nhớ của chúng ta, và chúng ta chỉ việc import nó vào Premiere, import nó vào DaVinci và chúng ta tiến hành attach proxy lại là chúng ta sẽ có thể dựng được luôn và dựng rất là mượt, thay vì chúng ta lại ngồi mất công gọi là đấy, proxy lại từng file, nó rất là mệt mỏi và rất là mất thời gian. Thì đây là một cái tính năng rất là quan trọng trên những dòng máy quay cinema, vì chúng ta quay ra những cái file nó có định dạng rất là nặng để mà về hậu kỳ nó sẽ đỡ tốn thời gian hơn trong quá trình chúng ta làm. Và chiếc máy này nó sẽ được trang bị một cổng HDMI full size. Cổng HDMI này có thể xuất RAW đầy đủ, và nếu như chúng ta kết hợp nó với màn hình Atomos Ninja 5+ thì chúng ta có thể xuất RAW ở đâu đó lên tới tận 16 bit màu ở chuẩn 4K. Và khe thẻ nhớ thì chúng ta sẽ vẫn có hai khe thẻ nhớ tốc độ cao CFexpress ở đây, trang bị cho cả thẻ SD để chúng ta có thể tiến hành quá trình sử dụng. Thì các bạn có thể lựa chọn ghi hình ở khe thẻ 1 hoặc khe thẻ 2, hay các bạn có thể tiến hành setup là hết thẻ 1 tự động chuyển sang thẻ 2 tùy theo cái quá trình mà các bạn tiến hành ghi hình. Và cuối cùng là cục pin, thì chúng ta cũng vẫn sử dụng một cái cục pin FZ100 ở đây. Thì trong cái quá trình mình có tiến hành sử dụng thì đối với cái cảm nhận của mình thì cái thời lượng pin ở trên chiếc X30 này mình nghĩ rằng là các bạn cầm một cục thì sẽ là không đủ trong quá trình mà chúng ta ghi hình cả ngày đâu. Các bạn sẽ phải có từ 2 đến 3 cục. Và nếu như các bạn sử dụng những cái pin 4 ấy, đến từ hãng RapPower ấy, thì không hiểu sao cái cảm nhận của mình thì cái pin RapPower nó bị tụt gọi là tụt pin rất là nhanh trong quá trình mình tiến hành ghi hình 4K với chiếc máy này, nếu so sánh với cục pin zin đi kèm của máy.
Nên là những bạn nào mà tiến hành gọi là mua pin ấy, thì bạn có thể cân nhắc mua pin zin hay mua pin wrap power để sử dụng với cái chiếc FX30 này. Thì vừa rồi đấy là tất cả những cái gì trải nghiệm và cảm nhận của mình về chiếc Sony FX30 trong cái chuyến đi Hàn Quốc vừa rồi. Thì các bạn có thể chia sẻ cho mình những cái quan điểm, những cái đánh giá của các bạn về cái chiếc máy này bằng cách comment ngay dưới video nhé. Và các bạn đừng quên nhấn like, nhấn subscribe, tự chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.